Thử một lần làm trái cây sấy bằng nồi chiên không dầu mà ghiền luôn. Trà Điện Tóc tự làm ngon bái trái cây thôi. Để tôi chỉ cho các bác nha. Mình chọn trái cây tùy tích và cắt mỏng trước khi sấy nha. Nhìn nồi đẹp là đã tiếp thêm động lực làm tiếp rồi nè. Mà lòng nồi còn có thiết kế hình chữ nhật rộng tới 5,5 lít nên mỗi lần sấy được nhiều quá trời. Vì sấy nên cần dàn đều trái cây ra và theo từng lớp như thế này. Đây là lúc khoan chiên hình chữ nhật phát huy tác dụng nè. Tiếp đó mình chỉ còn quay nấm điều khiển, quay nấm chỉnh nhiệt trước nè, sau cới nấm chỉnh thời gian. Với công nghệ Rabbit E 360 độ thì nhiệt độ sẽ được tả đều khắp lòng nồi, đảm bảo là trái cây sẽ được sấy giòn hơn. Ở lần sấy đầu mình sẽ chỉnh nhiệt về 80 độ trong vòng 1 tiếng, xem thử trái cây đã khô như mong muốn chưa. Sau đó lật mặt sấy thêm lần nữa để trái cây được khô đều nha. Wow, nhìn những lát cắt đẹp mắt chưa nè, không bị cháy xén, giòn dai mà vẫn giữ được mùi thơm đặc trưng. Mình chỉ cần để nguội và cho vào lọ là bảo quản được rất lâu. Không cần tốn nhiều công sức mà đã có một ly trà thơm thanh mát, detox cơ thể hiệu quả. Ngoài ra bạn còn dễ dàng thay đổi thực đơn theo công thức được in trên này nha. Một em là Chinanan với hơn 1.000 lượt bán thế này mà giá chỉ còn 1 ít cá.